MV kính chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người con xe thể thao Nhật Bãi, thương hiệu Precision, thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ xuất vào thị trường Nhật. Xe này thì có cấu tạo khung sườn là bằng nhôm, càng xe bằng thép. Xe có xe ống đứng là 50, xe hợp với người dùng có chiều cao từ 1m65 trở lên. Toàn bộ màu sơn trên xe là màu sơn zin, chưa sơn lại hay dùng tốt bất cứ chi tiết nào. Mọi phụ tùng theo xe gần như là nguyên bản. Xe có 24 tốc độ số, bao gồm 3 dĩa và 8 lít. Đi kèm theo đó là tay bấm xả Shimano, bộ rúp của xe là Shimano Antut. Xe đã được bên mình kiểm tra vệ sinh canh chỉnh tỉ mỉ từng chi tiết, mua về chỉ việc sử dụng. Dưới đây là video từng bộ phận của xe. Mọi người muốn mua xe hay có bất cứ thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0987 614 604. Ngoài ra nhớ đăng ký kênh YouTube Xe Đạp MV để xem thêm nhiều mẫu xe thể thao Nhật Bãi khác mà mình sẽ giới thiệu. Xe Đạp MV chân thành cảm ơn.